shit regardless. Bài học ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn một đồ uống dễ pha, cốt rẻ, chỉ vòn vẹn 1.627 đồng mà thôi. Nhưng mà lượng khách hàng lại cực kỳ đông. Và đây cũng là đồ uống có giá cốt chỉ chiếm 8,1% giá bán, thấp nhất trong khóa trà. Giới thiệu với bạn món Lipton Đá. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là Pha Chế Online, nơi các bạn được học công thức đồ uống cốt thấp, lãi cao. Bước 1. Ủ trà. Cho một tép trà Lipton vào bình lọc. Tiếp theo, rót 120ml nước sôi vào bình lọc. Ủ trong 5 phút. Bước 2. Tạo vị và làm lạnh. Đầu tiên, bỏ tép trà. Cắt đôi quả chanh. Cắt một miếng chanh cau. Vắt nửa quả chanh. Rót 20ml đường. Rót nguyên liệu vào bình lọc. Cho hai viên đá to vào bình lọc. Lắc bình lọc. Rót ra cốc. Bước 3. Trang trí và phục vụ. Phục vụ kèm lót cốc và ống hút dài. Giải đá bào lên miệng cốc. Cắm một miếng chanh cau, lá bạc hà lên miệng cốc. Bước 1. Ủ trà.
Cho một tép trà Lipton vào bình lắc. Rót 120ml nước sôi vào bình lắc. Ủ trong 5 phút. Bước 2. Tạo vị và làm lạnh. Bỏ tép trà. Cắt nửa quả chanh. Cắt một miếng chanh cau. Rót 5ml chanh và 20ml đường vào bình. Cho 3 viên đá. Lắc bình lắc. Rót ra cốc. Bước 3. Trang trí và phục vụ. Phục vụ kèm ống hút dài và lót cốc. Giải đá bào lên mặt cốc. Cắm miếng chanh cau và lá bạc hà lên miệng cốc.